Bà đi ra đồng về nhà cho con nắm lạp đấy, xong rồi con mua. Ui này chắc cả một vườn chắc được mấy chục cân mà nhỉ? Chào được mấy chục cân được không? Không, chắc phải được 20-30 cân. Nó trẻ trẻ thế, nó chưa biết gì. Thế cháu chỉ bằng tuổi đứa con đầu của cháu. Không, hơn cháu mấy tuổi. Hơn. Đó, con cái lớn. Cô mẹ nào cũng chẳng muốn thế đâu. May. Tôi vợ lắm. Có kiêng tiền rác quá, ăn kiêng gì có thể giá đậm cháu khổ hả? Lạc đây mà làm kẹo, Tết để làm kẹo phải không? Kẹo lạc. Tết năm. Những cái đóng tiền đấy. Cơm nữa là không được. Thế là sao rồi gì? Cốc ơi, nước thế không có cốc uống à? Cốc. Thế là cứ đun uống hay là ấy, đun uống hay là tạm rồi không nó không lỏng. Quay cả nước. Đun, đun không thì cho vào nồi siêu tốc này, nó sủi mình thả mấy cái vào là được mà, cũng dễ uống hơn nhỉ. Vâng, cứ để chứ không. xay vào đây. À quên. Chứ. Này ra đây. Ăn đi. Được rồi. Ăn đi. Hả? Ngon à? Coi cái gì vừa nãy à? Hết rồi. Hết rồi nha, ăn đi. Để cho cô làm hương đấy. Cái chỗ kia là sống này, sống 25.000 cân là mua hết. Rồi rồi bán ra. Mày quay ra được đéo bán. Túi nó đến nó nhặt nó bán, nó đi bán hết. Đang quay. Đây đây, nó đang quay đây. Mày đang quay. Mày ơi, cho con cái cân bên này. Nó lấy cái đĩa bông. Rồi, nó bông bên này. Nó lấy cái đĩa bông. Bông của nó đây. Quay là con cá này nó bay ra. Quay là con cá kìa. Bay con cá này nó bay ra. Ngon lắm. Bà ngồi xuống đi bà. Ngọt lắm chị ạ. Ngọt thì luôn. Lạc chín ở đây, lạc sống bên ngoài. Lạc chín thì ngay. Ngọt lắm. Mấy một cân. Cho bà một cân. Cân cá này. Lấy cái cá này ngon hơn. Lạc chín, à lạc sống là ta luộc. Đó. Ngồi đau chân không ngồi được. đốt củ đậu này thật đấy. Cái chữ này mày. Đây là bà nào lấy cái này? Đây lưới nhìn đấy. Bà ngồi xuống đây con lấy chứ. Chúng ta hãy ăn. Đập cho nó nữa chứ. 5 lạng 10.000. Đá cho con một nửa. Đây cho nửa. Thế vừa nãy ông bà đấy. Nó có cái quả thịt rượu ấy. Còn chữa ăn cơ. Nó thóc vào cái thịt đi nhỉ. Nó cho một cái nó cắm vào nó treo lên cây ấy. Thấy vậy cả bên ăn hết rồi. Hết rồi. Tay đấy, quả cũng rồi, chẳng là thôi cần này.